COVID-19 thâm nhập trường học, hiệu trưởng cùng hàng loạt học sinh phải cách ly. Khi dịch COVID-19 bùng phát lần 2 năm 2021, chỉ trong ít ngày ngắn ngủi đã tấn công vào trường học. Cụ thể, đã có nhiều học sinh có kết quả dương tính như một học sinh lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, hai học sinh ở Hải Dương. Đã có giáo viên, phụ huynh mắc COVID-19 khiến hàng loạt học sinh trở thành F1. Đầu tiên, phải kể đến là trong đêm ngày 30 tháng 1, trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội ta hỏa khi nhận tin học sinh lớp 3 mắc COVID-19. Cũng ngay đêm đó, 80 học sinh cùng lớp, khác lớp, giáo viên, nhân viên nhà trường phải nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng để đến trường cách ly tập trung. Tại Hải Dương, 65 học sinh trường trung học Hiến Thành và trường tiểu học Lê Ninh trở thành F1. Được cơ quan chức năng thông báo đi cách ly trong đêm vì có học sinh lớp 4 của trường tiểu học Hiến Thành và học sinh lớp 2 của trường tiểu học Lê Ninh dương tính với COVID-19. Cũng tại Hải Dương, 138 học sinh trường trung học cơ sở Sao Đỏ trở thành F1 khi một giáo viên của trường mắc COVID-19. Tất cả học sinh tiếp xúc với giáo viên này được đưa đi cách ly trong đêm. Tại Hà Nội, hai trường học gồm trường tiểu học Ban Mai, quận Hà Đông, Hà Nội và trường trung học cơ sở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã phải gửi thông báo tới phụ huynh, học sinh về việc phụ huynh có kết quả dương tính với COVID-19. Học sinh, giáo viên từng tiếp xúc với phụ huynh hoặc F1 của ca bệnh này được yêu cầu cách ly tại nhà và sẵn sàng cho tinh thần nếu F1 trở thành F0 sẽ phải đi cách ly tập trung. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, dịch COVID-19 đã tấn công vào trường học, khiến học sinh, giáo viên đều đã nhiễm bệnh. Hình ảnh học sinh lớp 3 ở Hà Nội ngơ ngác theo bố mẹ với những vali to nhỏ vào khu cách ly tập trung 21 ngày không khỏi khiến nhiều người xót xa. Bà Lê Thị Thúy Nga, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Dịch Vọng, Cầu Giấy chia sẻ, bà rất lo sợ viễn cảnh F1 là học sinh lớp 6 của trường trở thành F0, khi đó toàn bộ học sinh của lớp cùng giáo viên, nhân viên chăm sóc bán trú cũng sẽ phải thực hiện cách ly tập trung, nhất là Tết Nguyên đán đã cận kề. Tuy nhiên, bà Nga cũng cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh ập đến như hiện nay, nhà trường đã thông báo đến toàn thể học sinh một lần nữa nhắc nhở các em tuân thủ các biện pháp phòng dịch, hạn chế đi ra ngoài, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đến thời điểm này. Đã có gần 30 địa phương thông báo đóng cổng trường học, cho học sinh nghỉ Tết sớm hoặc chuyển sang học trực tuyến. Hiệu trưởng tự nguyện vào cách ly cùng học trò. Từ lúc nhóm học sinh, giáo viên trường Xuân Phương phải cách ly 21 ngày do tiếp xúc gần với bệnh nhân 1719, không chỉ người nhà mà cộng đồng mạng lo lắng. Khi biết bố hoặc mẹ các em có thể vào cùng, mọi người đỡ lo hơn nhưng vẫn sợ học sinh không đủ ấm trong mùa đông, không có nước nóng tắm, rồi cuộc sống trong khu cách ly quá buồn chán với trẻ nhỏ. Bà Tuyết Lan, hiệu trưởng trường Xuân Phương cho biết nhà trường mới xây dựng nên cơ sở vật chất tốt. Bình thường, hơn 900 học sinh bán trú. Do vậy, trường có đủ chăn cho học sinh vào cách ly, chưa kể đến, các phụ huynh cũng tự chuẩn bị thêm. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm và thành phố Hà Nội hỗ trợ bình nóng lạnh. Đến ngày 1 tháng 2, việc lắp đặt đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ việc tắm rửa của học sinh. Sau một ngày, các em cũng đi vào nề nếp, quen với sinh hoạt ở đây, hiểu phải cách ly như thế nào, giữ khoảng cách 2 mét an toàn. Những cô cậu học trò vui vẻ, tâm lý ổn định, có thể lấy sách, truyện từ thư viện để đọc. Thêm vào đó, học sinh có phụ huynh đi cùng nên cũng không sợ hãi. Em nào bố mẹ không vào được, giáo viên thuộc diện F1 sẽ hỗ trợ chăm sóc, quan tâm, động viên để các em vượt qua thời kỳ khó khăn. Cách ly cùng học trò mới yên tâm. Gần 2 ngày qua, nữ hiệu trưởng tất bật chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bàn giao cho cơ quan chức năng, đón học sinh, giáo viên, phụ huynh, lên danh sách, sắp xếp phòng, tiếp các đoàn đến thăm, kiểm tra. Công việc bận rộn nhưng bà cũng yên tâm phần nào khi công việc vẫn tốt đẹp, học trò và nhân viên đến nay vẫn khỏe mạnh và được chăm lo chu đáo ở khu cách ly. Gần 20 ngày tới, bà Tuyết Lan vẫn ở đây cùng lũ trẻ, hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm và mong mỏi ngày bình yên trở về với gia đình. Thực tế, khi 11 giáo viên là F1, là hiệu trưởng, bà mặc định trở thành F2 và không phải đối tượng phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, với trách nhiệm người đứng đầu trường, thường xuyên báo cáo tình hình, nữ hiệu trưởng quyết định sẽ vào cách ly cùng mọi người. Cách ly 21 ngày đồng nghĩa với việc cũng như những cô trò trường tiểu học Xuân Phương thuộc diện F1, nữ hiệu trưởng sẽ không thể đón Tết bên gia đình. Khi những người ở khu cách ly F1 nhận kết quả âm tính lần 1, không chỉ gia đình họ mà người thân bà Tuyết Lan cũng thấy nhẹ nhõm. Đương nhiên, cô trò trường Xuân Phương còn phải chờ thêm kết quả xét nghiệm lần tới và không thể chủ quan trong những ngày còn lại. Để thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch, họ sẽ không thể đón Tết như thường lệ. Hiệu trưởng và giáo viên cũng không thể tổ chức buổi đón năm mới bên nhau cho những người đang cách ly. Do đó, bà Lan dự định thông qua loa nội bộ của trường, mở nhạc Tết để có không khí năm mới đồng thời nói lời động viên cô trò, phụ huynh cùng cố gắng.